Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ishiguro Nojihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO đang thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng ông Ishiguro Nojihiko vừa được bầu làm Chủ tịch JETRO, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của JETRO trong thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, kết nối doanh nghiệp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, phối hợp tổ chức các tọa đàm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được củng cố phát triển trên nhiều lĩnh vực. Với sự tin cậy chính trị cao thời gian qua, sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, giữa nhân dân hai nước ngày càng chặt chẽ, Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, đề nghị phía Nhật Bản và JETRO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích nhiều hơn cho các bên, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, tiếp tục đối thoại và lắng nghe các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn vướng mắc nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn, kinh doanh lâu dài trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Chủ tịch Ishiguro Nojihiko bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho quan hệ Nhật-Việt ngày càng phát triển.